Bạn Huỳnh Lâm ở trong group Việt Creator xin phép đặt một câu hỏi ngu, câu hỏi ngu, câu hỏi ngu. Anh em cho hỏi, ngách và tệp khán giả là sao ạ? Tuy bạn Huỳnh Lâm tự nhận đây là một câu hỏi ngu, nhưng mà rõ ràng là không có nhiều người thấy câu hỏi này ngu lắm. Bằng chứng là số lượng các bạn tham gia thảo luận rất là đông. Bạn Nguyễn Thành Công thậm chí còn đưa ra cho chúng ta một ví dụ rất cụ thể về trà. Cái cách phân loại này người ta thường gọi là phân loại theo nhân khẩu học, nhưng mà cái trở ngại lớn nhất mà ai cũng lo lắng đó là thông thường khi mình phân loại theo ngách và mình đi vào một ngách ấy, thì số lượng khán giả lại rất ít. Vì vậy mà video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm một số cách khác để chúng ta vừa tạo ra được ngách cho riêng mình mà đồng thời lại tạo ra một tệp khán giả lớn hơn để phát triển kênh. Khoảng một năm về trước, có một nhóm nghệ nhân Việt Nam đã làm mưa làm gió trong cái chủ đề điêu khắc gỗ. Người ta đã phát minh ra cách kết hợp chủ đề điêu khắc gỗ này với chủ đề xe hơi. Điêu khắc gỗ ấy thì tự thân nó là một chủ đề rất là kén khán giả. Để có view thì các kênh khác hàng ngày từng giờ vẫn phải làm cho trau chuốt hơn, tỉ mỉ hơn, nhiều rồng hơn, nhiều phượng hơn. Trong khi đó thì cái kênh Woodworking Art này lại tập trung chỉ khắc những chiếc xe hơi hot nhất trên thị trường. Vi diệu hơn nữa là tuy là mang tiếng là ngách, nhưng mà thực tế thì cái tệp khán giả của kênh lại lớn hơn rất nhiều. Cái này là bởi vì cái tệp khán giả của cái chủ đề xe hơi nó rất là lớn. Rất là nhiều người tìm đến xem cái kênh điêu khắc này đơn giản chỉ vì bởi vì người ta yêu xe hơi. Chúng ta có thể xem một số thí dụ khác. Ví dụ nghề chính là Lego này, người ta kết hợp với DIY. Nghề chính là sáng tạo về xi măng, nhưng mà nghề phụ là xây bếp lò. Nghề chính là bác sĩ, nhưng nghề phụ là thể thao, chỉ phân tích những chấn thương ở trong thể thao. Cái là khi khảo sát về các cái chủ đề khác với những chủ đề mà mình thường làm ấy, chúng ta muốn khảo sát để kết hợp với chủ đề của mình mà, thì chúng ta sẽ thông thường là phát hiện ra được những cách làm mới, những cái format mới mà mình chưa từng thấy trước đây. Như vậy là một cái tác dụng phụ rất là tích cực của cái việc kết hợp hai chủ đề là sẽ kích thích trí sáng tạo của mình, cho ta những cái kiểu video mà trước đây chúng ta chưa từng làm được. Dù kênh của mình có làm về giải trí hay là chia sẻ kiến thức thì chúng ta cũng cần phải khiêm tốn, khán giả có thể tìm thấy nội dung tương tự như thế bất kỳ ở đâu trên Internet. Không có mỡ thì chợ vẫn đông. Cái mà khán giả cần ấy là cảm xúc, là cái mối quan hệ cá nhân mà họ tìm thấy khi xem nội dung của bạn. Do vậy mà nếu chúng ta có thể chọn một cái trục cảm xúc cố định và lặp đi lặp lại qua các video thì kênh tự nhiên có một cái theme nhất quán. Tự nhiên nó có một cái hồn, có một cái thương hiệu riêng mà không lẫn với các kênh khác được. Cái cách kết hợp chủ đề của mình với một trục cảm xúc này nổi tiếng nhất với anh chị em chúng ta có lẽ là Lý Tử Thất. Tuy là kênh nấu ăn, nhưng mà trong các video của Lý Tử Thất luôn luôn mang một cái màu sắc ngọt ngào, một cái gì hoài cổ về những cái điều xa xưa. Vì vậy, không những chỉ mang lại thành công cho bản thân mình mà Lý Tử Thất còn mở ra cả một trào lưu mới gọi là cổ phong mỹ thực. Rất là nhiều nhà sáng tạo, cả ở Việt Nam và cả trên thế giới đã học hỏi theo và cũng đã giành được những thành công cực kỳ vang dội. Với cái cách kết hợp chủ đề của mình với một trục cảm xúc như thế này thì bởi vì tâm thức của con người ta nó có muôn hình vạn trạng khác nhau, cho nên tha hồ có rất nhiều trục khác nhau để chúng ta lựa chọn. Trục cổ xưa này, cầu vàng nhỉ. Trục hiện đại này, trục sang trọng này, và cả trục bình dân luôn. Thầy ơi, bạn bẩn hết rồi, kêu bạn vào để em tắm cho sạch, xỉa rồi ra học tiếp. Em không hết phần của thầy rồi đó. Thầy cũng muốn cái đó lắm chứ thiệt ra thầy có phải đâu. Thậm chí có một số kênh còn sử dụng những trục cảm xúc tiêu cực như kênh này. Tuy nội dung của người ta là DIY
nhưng mà người ta đưa vào những cái cảm xúc giận dữ. Tất nhiên là ẩn phía dưới những cảm xúc tiêu cực đó là một nụ cười châm biếm trào phúng. Nếu như ở trong cách trước chúng ta mở rộng được tệp khán giả của mình bằng cách dùng một chủ đề nhiều khán giả hơn để kéo cho một chủ đề kén khán giả, còn ở trong cách này khi chúng ta sử dụng một trục cảm xúc, bởi vì cái cảm xúc là chung, là giống nhau cho tất cả mọi người, cho nên về mặt lý thuyết mà nói thì chúng ta có tiềm năng để tiếp cận với tất cả 7 tỷ người ở trên trái đất. Chẳng hạn như mình vốn không thích xem các cái nội dung ẩm thực, nhưng mà khi mình xem nội dung của Lý Tử Thất thì vẫn thích và vẫn đăng ký, vẫn nhấn chuông để xem. Các cụ nhà mình vẫn có một câu là hay làm mà chẳng hay lo, làm chi làm lắm, làm cho nhọc mình. Hy vọng rằng clip ngắn này sẽ giúp anh chị em Việt Creators bớt nhọc mình và vui vẻ, hứng thú hơn với quá trình sáng tạo.